nhằm khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học trong học sinh. Nhiều năm qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, luôn quan tâm, chú trọng khuyến khích các em học sinh phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của bản thân, góp phần lan tỏa phong trào thi đua nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Nhận thấy tầm quan trọng của việc sáng tạo khoa học đối với công tác nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thời gian qua trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động nhằm khích lệ khả năng tư duy sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong học sinh. Hàng năm nhà trường luôn động viên khuyến khích các em có ý tưởng hình thành trong quá trình học tập vui chơi để tham gia làm các mô hình khoa học. Tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm nay, nhóm tác giả thầy và trò nhà trường đã nghiên cứu sáng tạo bộ bàn ghế đa năng, qua đó nhằm nâng cao chất lượng cho môn học thể dục. Với sản phẩm này, việc dạy và học của thầy trò trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Nguyên lý hoạt động thì ta có thể vặn các ốc và điều chỉnh các mặt của những cái sản phẩm này để có thể làm như là làm bàn học, làm giá treo tranh, giá vẽ. Còn ghế này thì có thể làm ghế ngồi, làm ghế hỗ trợ gập bụng và các bài tập nhảy trên không hoặc là các bài gập dẻo, kiểm tra độ dẻo. Môn thể dục là môn học ngoài trời, phải kết hợp giữa thực hành và lý thuyết. Nếu như học lý thuyết xong ở như trên lớp xong chúng ta di chuyển xuống dưới sân để học thực hành thì sẽ mất rất nhiều thời gian trong quá trình di chuyển. Nên trong quá trình đó các em học sinh đã lên ý tưởng và nghĩ ra bộ bàn ghế đa năng để giúp cho chúng ta học những cái môn ngoài trời nó tiện lợi hơn. Để khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong nghiên cứu khoa học cho các em học sinh, nhà trường đã nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá kết quả theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh, hướng dẫn trao đổi đồng hành cùng học sinh trong sáng tạo khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đối với cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng hàng năm thì nhà trường cũng tạo rất là nhiều các điều kiện để hỗ trợ giáo viên cũng như là học sinh tham gia vào trong việc tạo ra các sản phẩm và các mô hình bằng cách là chúng tôi sẽ tạo điều kiện về thời gian, rồi là các cái điều kiện khác như là cơ sở vật chất của nhà trường, rồi hướng dẫn thầy cô giáo và các em học sinh tham gia vào các hoạt động chung của nhà trường nhằm khơi dậy cái niềm sáng tạo của các em học sinh. Có thể nói rằng phong trào sáng tạo, tìm tòi và nghiên cứu khoa học trong các trường học đang ngày càng phát triển, trở thành sân chơi kiến thức bổ ích cho giáo viên và học sinh. Đồng thời đây sẽ là động lực để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.